Đấy. Biết gì thì sát thủ không? Gì thì sát thủ đấy. Vô cực mạnh điên chưa? Siêu hết game sẽ giết tại sao lên vô cực nha. Giờ. Lính về mà nó cũng gan được hả? Hay ngầu dữ vậy, lính về mà cũng gan được ta. Lại họ phải đã đờ lõi đờ bình hơi sầu, chắc phải đã danh năng nó quỳ hả, danh năng nó quỳ chúng thì đờ giết ông thì lui á, và đờ bình hơi lõi để nó rướng này, và tại đờ bình rủi lộn cho nên danh năng nó rướng theo. Sao quan trọng là mình làm cùng nhau, đoàn kết là tốt rồi. Sao phải như thế, gần cam chúng tôi hay cam boss quá, trả giá chưa cam cho giữ vô đây, một sủ đi một sải. Đúng. Ngủ với boss luôn rồi. Happy New Year. Không chết. Tẩy liền ấy chứ. Sao mà thi đốt đơ được. À, phải là phải tẩy sớm giữ máu luôn chứ ta. Xem phương dân có xài tẩy không. Chốt lại là phải xài á. Cuối cùng cũng phải xài nhưng mà hết máu. Vậy tại sao không xài từ sớm. Này chọc đôi giận rồi đó. Lúc này chọc đầy giận rồi đó. Lúc này nó chuẩn cái đụng chết luôn mà. Có kịp phản ứng gì đâu. Đấy. Cộng 1 solo kill. 2 đơn solo kill mà. Trời ơi. Trời ơi. Trời, cắm mắt ra cho đỡ binh cái đỡ gách lấy tiền. Ừ, 5 vàng. Cắm mắt ra. Đỡ thiếu tiền, cắm mắt lại. Mắt ê. Mắt nè. Cắm. Binh, ừ, 5 vàng. Ừ.
Cái gì thì sát thủ không? Gì thì sát thủ đấy. Ơ? Ơ? Ủa giỡn. Nè coi nè, coi nè, coi nè. Nhây đi, nhây đi, nhây đi. Nói em không tin. Nói em không tin. Dạ 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 dạ. Ôi ôi ôi. Ôi. Ôi ôi. 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 Ồ bên kia nữa. Bên kia đánh công hiến quá vậy. Ờ bên kia đánh đúng công hiến luôn á. Hay nè. Công hiến thì đợi lên này cho nó hết công hiến luôn. Vô cực mạnh điên chưa? Siêu hết game sẽ giết tại sao lên vô cực nha. Xin. Á. À. Ông nào kêu bấm đồng hồ cho đến 50k đâu. Mà mới chắc mà mới thấy mà. Hay da, tự nhiên mấy cái đồng hồ vậy. Giờ phải lên ra hả? Tôi đang muốn lên quý kiếm mà. Pha này mà chưa bấm đồng hồ là đợi lên quý kiếm rồi. Đúp vô. Này giả bộ ném phải này xong nó đúp nè. Đúp phần kia luôn. Ok. Mẹ pha bị lút chói không tẩy nên mà tại nãy lút nó xài gờ rồi á. Pha nó tẩy cũng không có tác dụng á. Để ghi tông nó tưởng mình không có tẩy lát lên tool. Xong mình thiên phú cái bụp. Ủa. Khi mình lên vô cực tại vì team nó không có tăng cơ á. Mình lên rồi này mình sắp đam á. Team nó phùm mau giấy luôn. Nếu mà hay vô cực với cái đạn đao á. Nếu mà quýnh combat lâu dài á, kiểu quýnh DPS về lâu dài á, thì cái đạn đao nó sẽ đâm to hơn vô cực. Nhưng mà kiểu team mà máu giấy á, kiểu sắp đam một lần luôn thì cái vô cực nó sẽ đâm to hơn. Nhưng mà đa số các game đều lên vô cực đạn đao á, tại game này team mình thấy máu giấy này nọ với combat cũng không có lâu cho nên là lên vô cực sẽ ngon hơn. Ok.